Đồng Tháp, hơn 300 tác phẩm tham gia cuộc thi ảnh đẹp chụp bằng điện thoại. Long An phát hiện 4 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép bằng đường sông. Thực hư nghịch bộn sợ mập, phát hiện khối u tụy khổng lồ. Đột quỵ ở trẻ em nguy hiểm như thế nào? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong chuyên mục Chuyện Cảnh Giác hôm nay. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin nóng 24 giờ hôm nay trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Diễm Loan và Như Quỳnh rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong bản tin ngày hôm nay, cùng với những thông tin nóng nhất, mới nhất được nhóm phóng viên chương trình thường trú tại nhiều địa phương trên cả nước gửi về. Và bây giờ, không để quý vị đợi lâu, ngay sau đây là tin nóng đầu tiên của bản tin hôm nay. Với mong muốn nâng cao nhận thức của người dân về căn bệnh di truyền thalassemia hay còn gọi là căn bệnh tan máu bẩm sinh, đồng thời chung tay đẩy lùi bệnh, giúp thai phụ ở nhiều tỉnh thành tiếp cận phương pháp xét nghiệm gen hiện đại, tầm soát bệnh hiệu quả, Viện Di truyền Y học và Công ty Cổ phần Giải pháp Gen, Gen Solutions GS phối hợp cùng 100 bệnh viện, cơ sở y tế khắp cả nước triển khai chương trình xét nghiệm gen miễn phí tầm soát bệnh tan máu bẩm sinh, năm hành động không thalassemia. Chương trình diễn ra từ ngày 23 tháng 1 năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 và có thể kết thúc sớm nếu hết mẫu miễn phí. Theo đó, chương trình dành tặng 5.000 xét nghiệm miễn phí đến tất cả thai phụ khám thai lần đầu tại các bệnh viện, phòng khám đăng ký tham gia chương trình. Khi thai phụ được lấy máu làm công thức máu sẽ được thu máu cùng lúc để làm xét nghiệm gen tầm soát bệnh tan máu bẩm sinh thalassemia cả hai thể alpha và beta miễn phí. Trong giai đoạn mở đầu quý 1 năm 2021, chương trình sẽ triển khai tại các Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn, Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ, Bệnh viện Đại học Y Dược Huế, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và tiếp tục lan tỏa đến các đơn vị khác trên cả nước. Tan máu bẩm sinh là một trong những bệnh lý huyết học di truyền phổ biến nhất trên thế giới và tại Việt Nam. Bệnh do bất thường nhiễm sắc thể có liên quan đến hemoglobin, thành phần chính trong hồng cầu, đảm nhiệm việc vận chuyển oxy trong cơ thể gây ra. Trẻ sinh ra sẽ mắc thalassemia khi nhận hai gen bệnh từ cha và mẹ, mỗi người một gen bệnh. Nhiều cha mẹ không biết bản thân mang gen bệnh vì thuộc nhóm người lành mang gen, chỉ mang một gen, không có biểu hiện gì về bệnh, nhưng có khả năng sinh ra những đứa trẻ mắc thalassemia. Người bệnh sẽ gặp tình trạng các tế bào hồng cầu bị phá hủy quá mức dẫn đến tình trạng thiếu máu. Biện pháp điều trị cơ bản là truyền máu và thải sắt suốt đời. Chi phí điều trị lớn, nhiều trường hợp trẻ phải chịu cảnh sống chung với bệnh, truyền máu liên tục để duy trì sự sống. Kính thưa quý vị, ngày Tết cổ truyền của dân tộc đang đến gần. Là một người con đất Việt, ai cũng mong muốn được trở về quê hương để đón một cái Tết bên gia đình sau những ngày xa quê, lao động nơi xứ người. Thế nhưng, do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, chuyện trở về nước đối với một số người dân trong thời khắc này lại càng trở nên nặng lòng. Thấu hiểu những nỗi trăn trở ấy, tại thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, các ngành chức năng đã mở rộng nhiều khu cách ly tập trung để đáp ứng yêu cầu cách ly theo quy định của Bộ Y tế nhằm kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn thành phố, tạo mọi điều kiện đón công dân về nước, nhưng đảm bảo an toàn tuyệt đối tránh lây nhiễm COVID-19 ra cộng đồng. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến nay, có hơn 1.500 công dân Việt Nam về thành phố Hà Tiên qua cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, trung bình mỗi ngày trên 100 người nhập cảnh về nước, có chiều hướng tăng nhanh. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Tiên đã tiến hành mở rộng nhiều khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố. Hiện tại, thành phố Hà Tiên đang tổ chức cách ly tập trung tại 6 cơ sở cách ly tập trung và đang mở rộng thêm cơ sở cách ly tại nhà văn hóa phường Mỹ Đức. Với sức chứa khoảng 500 người, khu vực cách ly mới này sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao số lượng công dân Việt Nam từ Campuchia trở về qua đường cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Cũng được biết là trong thời gian vừa qua thì đặc biệt là dịp Tết thì có nhiều người dân Việt Kiều trở về nước thông qua đường biên giới cửa khẩu quốc tế Campuchia Sà Xía. Thì Hà Tiên cũng đang kiến nghị cho Ủy ban tỉnh là đang kích hoạt và chúng tôi đang kích hoạt và đã tiếp nhận người đang cách ly tại các khu cách ly của Hà Tiên về cách ly quân sự. Bên cạnh đó cũng đã kiến nghị cho Ủy ban tỉnh là kích hoạt các cái khu cách ly của huyện Giang Thành, Kiên Lương và Hòn Đất để sẵn sàng cho cái việc đón nhận kiều bào những người về nước trong cái dịp Tết và đảm bảo cái quy định của phòng chống dịch Covid.
Với tinh thần chống dịch như chống giặc, thành phố Hà Tiên luôn xem phòng chống dịch bệnh COVID-19 là một trong những nhiệm vụ quan trọng cấp bách, có ý nghĩa quyết định, đảm bảo cho sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố đã và đang tiếp tục đặt mục tiêu phòng chống dịch COVID-19 với quyết tâm và trách nhiệm cao nhất, đồng thời triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch để người dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn sức khỏe. Xin được tiếp tục chương trình với thông tin nóng ghi nhận tại tỉnh Long An. Thưa quý vị, vấn nạn xuất nhập cảnh trái phép tại các tỉnh giáp ranh biên giới hiện đang diễn biến hết sức phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro lây lan dịch COVID-19 ra cộng đồng. Mới đây, trong quá trình tuần tra kiểm soát, đội biên phòng Sông Trăng, tỉnh Long An đã phát hiện, xử lý và đưa đi cách ly tập trung theo quy định 4 đối tượng xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia. Trước đó, tại khu vực giữa mốc 230.5 và 230.6 thuộc địa phận ấp Gò Chuối, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tổ công tác của đồn biên phòng Sông Trăng phối hợp với đồn Sava Angon phía nước bạn Campuchia tổ chức tuần tra trên địa điểm nêu trên thì phát hiện 4 đối tượng gồm Trần Thị Hồng Ngọc, Trần Quang Thịnh cùng ngụ huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình và Nguyễn Thị Quế Trân, Huỳnh Công Quang ngụ tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đang bơi xuồng qua sông Cái Cỏ để xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia. Hành vi của nhóm đối tượng đã bị lực lượng chức năng hai nước ngăn chặn kịp thời. Qua kiểm tra, các đối tượng khai nhận 4 đối tượng được xe Honda ôm chở từ thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng đến khu vực giáp ranh biên giới thuộc địa phận ấp Gò Chuối, xã Hưng Điền. Sau đó có 2 người dùng xuồng đưa sang Campuchia thì bị lực lượng biên phòng phát hiện bắt giữ. Ngành chức năng đang tiến hành điều tra xác minh vụ việc, đồng thời xử lý vi phạm hành chính và tiến hành đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Thưa quý vị, huệ trắng vốn là một loại hoa rất được người tiêu dùng ưa chuộng do mang nhiều yếu tố tâm linh, tượng trưng cho sự thuần khiết, trong sạch, thanh cao. Bên cạnh đó, loại hoa này còn có hương thơm và có thể bảo quản 5-7 ngày nên thường bán rất nhanh và có mặt ở hầu hết các điểm mua bán hoa tươi. Vâng ạ, và khi nhắc đến loại hoa thuần khiết này thì nhiều người sẽ nhớ ngay đến làng Huệ Trắng Phong Hòa ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, nơi có trên 110 hộ dân trồng huệ trắng với diện tích trên 220 hectare đất. Địa phương này còn có trên 30 điểm thu mua hoa huệ để phục vụ cho người tiêu dùng khắp đồng bằng sông Cửu Long. Và hiện thì bà con trồng hoa nơi đây đang vô cùng phấn khởi vì giá hoa huệ rằm tháng 12 âm lịch này tăng gấp đôi ngày thường. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên chương trình. Cụ thể, giá hoa huệ hiện tại có giá 45.000 đến 50.000 đồng một chục. Đối với huệ nhất, huệ nhì là 30.000 đồng đến 35.000 đồng một chục và loại 3 có giá từ 15.000 đến 20.000 đồng một chục, tăng gấp đôi so với ngày thường. Giá huệ tăng là do rằm tháng 12 âm lịch đa số người dân sử dụng hoa huệ để đi lễ chùa cúng Phật. Thị trường tiêu thụ chủ yếu là trong tỉnh và thành phố Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh An Giang và Vĩnh Long. Được biết, toàn huyện Lai Vung hiện có gần 500 hectare trồng huệ trắng, tập trung ở các xã Phong Hòa, Tân Hòa và Định Hòa. Để giảm cân, bên cạnh chế độ ăn kiêng thì các chị em phụ nữ còn áp dụng thêm tuyệt chiêu, đó là nịt bụng để tránh việc vòng hai phát phì, khiến cho việc diện các trang phục bó sát trở nên xấu xí. Liên quan đến việc nịt bụng này thì Như Quỳnh có một thông tin hy hữu muốn chia sẻ cùng với khán giả. Chuyện là một người phụ nữ 36 tuổi ngụ tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh nịt bụng suốt gần một năm nay, nhưng mà bỗng một ngày thì phát hiện ra là vùng bụng bên phải to dần, nhưng mà ấn thì không đau, mọi sinh hoạt đều diễn ra bình thường, nghĩ là mình mập, nhưng mà sự thật thì không phải như vậy. Chuyện gì đã xảy ra? Mời quý vị cùng theo dõi diễn biến tiếp theo của vụ việc ngay sau đây. Theo đó, bệnh nhân từng bị sưng phù, đầu chân phải kéo dài khoảng 2-3 ngày, sau đó tự xẹp. Do sợ bị chê mập nên bệnh nhân thường dùng băng để quấn nịt bụng, che đi sự tăng cân. Sau đó bệnh nhân có đến một số bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh để khám nhưng không xác định được nguyên nhân. Tuy nhiên thấy tình trạng sức khỏe ngày càng xấu nên bệnh nhân đến bệnh viện Chợ Rẫy thăm khám. Qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện khối u đầu thân tụy khổng lồ, chèn ép tĩnh mạch chủ dưới, viêm dính làm hẹp nặng tĩnh mạch cửa gây tuần hoàn bàng hệ. Bệnh nhân được chỉ định nhập viện để phẫu thuật. Ca phẫu thuật kéo dài đến 10 tiếng đã diễn ra. Các bác sĩ đã lấy ra khối u nặng 2,2 kg. Bệnh nhân phải cắt khoảng 70% khối tạ tụy. Do các phần lớn tụy nên bệnh nhân có tình trạng đái tháo đường type 2. Hiện đang kiểm soát tốt đường huyết với insulin tiêm dưới da. Bác sĩ cho biết đến thời điểm hiện tại, Y văn thế giới vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào bị u đầu thân tụy lớn như bệnh nhân này. Sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, ăn uống được. Các miệng nối lành tốt, không có sưng chân, tình trạng trĩ cải thiện. Những ngày qua, du khách khắp mọi nơi và cả người dân địa phương đã thi nhau đổ về thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp để cùng thưởng lãm bức tranh mùa xuân rực rỡ sắc màu tại nơi đây.
và nhằm góp phần tôn vinh vẻ đẹp của quê hương, lưu giữ lại những khoảnh khắc ấn tượng, đẩy mạnh phát triển du lịch. Nằm trong chuỗi các hoạt động của tuần lễ văn hóa du lịch Đồng Tháp 2021, cuộc thi ảnh đẹp chụp bằng điện thoại với chủ đề Sắc xuân phố hoa Sa Đéc đã ra đời và thu hút hàng trăm tác phẩm dự thi. Không biết là những du khách của chúng ta đã có những góc nhìn mùa xuân như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây nhé. Các tác phẩm dự thi của du khách, người dân trong và ngoài địa phương thành phố Sa Đéc được gửi qua email Zalo và được ban tổ chức cuộc thi đăng tải trên fanpage Đồng Tháp quê tôi. Thông qua kết quả bình chọn của khán giả và của ban tổ chức, 35 tác phẩm xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết dựa vào các yếu tố như tác phẩm có chất lượng hình ảnh tốt, bố cục hài hòa, hình ảnh phù hợp với chủ đề cuộc thi, lời bình ảnh hay, ấn tượng, trong đó tác phẩm Như hoa mùa xuân của tác giả Võ Minh Thiên đã xuất sắc đạt giải nhất. Hai giải nhì thuộc về tác giả Phạm Hoài Thảo với tác phẩm Vũ điệu mùa xuân, Bùi Trúc Nguyên với tác phẩm Rực rỡ mùa hoa. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 3 giải ba, 4 giải khuyến khích cùng với một giải có lượt bình chọn cao nhất từ khán giả. Cuộc thi nhằm gắn kết người dân địa phương với du khách đến tham quan Sa Đéc, thông qua đó quảng bá những sản phẩm du lịch, cảnh vật đặc sắc, văn hóa con người Sa Đéc đến với bạn bè du khách gần xa. Bên cạnh những hình ảnh rực rỡ đầy ấn tượng từ cuộc thi ảnh đẹp chụp bằng điện thoại với chủ đề Sắc xuân phố hoa Sa Đéc, đến với tuần lễ văn hóa du lịch Đồng Tháp năm nay, nhiều du khách trong và ngoài tỉnh còn có cơ hội tham gia lễ hội bột diễn ra hàng đêm tại công viên Sa Đéc. Nghe thì có vẻ như là một trò chơi gì đó bằng bột vậy, nhưng mà thiệt ra thì đây là một không gian để du khách thưởng thức các món ăn được chế biến từ bột, trải nghiệm nghề làm bột, làm hủ tiếu truyền thống của làng bột Sa Đéc đã được hình thành hàng trăm năm nay. Ăn hủ tiếu thì nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên bạn trẻ này được tận tay tráng bột tìm hiểu nghề làm hủ tiếu truyền thống của người dân Sa Đéc. Quả đúng là chỉ có trực tiếp trải nghiệm, chúng ta mới có thể hiểu được phần nào công việc của người xưa khi làm ra những sợi hủ tiếu, những sản phẩm từ bột có hương vị đặc trưng, cung cấp cho người tiêu dùng khắp mọi nơi trong cả nước. Theo em được kể từ ông bà em thì ngày xưa ông bà em đã từng làm cái này, nhưng mà đến đời của ba mẹ em thì nó đã mai một dần. Em cảm thấy là công việc này nó rất là thú vị. Đây là cũng là một cái nét văn hóa của quê hương mình. Em cảm thấy rất là tự hào. Qua đó góp phần giúp cho mỗi người dân hình dung, thấu hiểu hơn về sự vất vả của nông dân, giá trị tinh thần ẩn chứa trong từng sản phẩm của bà con làm bột. Nếu như ngày xưa mình ăn được những cái món bột như vậy thì thật sự là mồ hôi nước mắt đổ rất là nhiều. Về từ những cái cây lúa bông họ trồng ra gạo, rồi từ gạo bắt đầu họ xay ra. Hãy mới xay khoảng chừng được có 5 phút thôi mà mồ hôi quá trời luôn. Cảm ơn ban tổ chức đã làm những cái hoạt động như vậy để cho mọi người đều biết được những cái quá khứ như thế nào, cái cách mà ông bà ta đã làm như thế nào để cho mọi người nhìn về cái truyền thống của gia đình. Điều ấn tượng nữa là du khách đến đây vô cùng thích thú với những điệu múa xay bột, tráng bánh, vũ khúc về hoa, vân vân. Qua cái trải nghiệm bột như vậy thì du khách đến rất là thích thú, tại vì biết được những cái sản phẩm đó là từ những người nông dân của thành phố Sa Đéc làm ra. Cái hướng sắp tới đó thì thành phố Sa Đéc sẽ quan tâm đầu tư hơn nữa cho cái làng bột, trong đó để làm sao cái nghề bột của người bà con của mình đó để ngày càng phát triển, và cái bột của mình đã đạt được nhiều chất lượng cao hơn để chịu phục vụ và nhân dân của cả nước cũng như là đi ra nước ngoài. Thì trong những cái tuần lễ du lịch cũng như là những cái lễ hội hoa xuân và những cái hoạt động sắp tới thì lễ hội bột cũng sẽ tiếp tục được đầu tư thêm nhiều cái chương trình, nhiều cái trải nghiệm làm sao phong phú hơn nữa để thu hút ngày càng du khách. Làm bột là nghề truyền thống của người dân Sa Đéc. Những sản phẩm bột và sau bột của bà con nơi đây luôn là lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng trong nước và cả xuất khẩu. Lễ hội bột gắn với tuần lễ văn hóa du lịch là cách góp phần làm lan tỏa xa hơn những giá trị văn hóa, tài nguyên bản địa của người dân Sa Đéc nói riêng và Đồng Tháp nói chung. Dịch Covid-19 đến thời điểm này đã ảnh hưởng đáng kể đến đời sống của nước ta, gây ra những hệ lụy không nhỏ, dù chưa thể thống kê bằng các con số. Tuy nhiên, giữa những khó khăn do dịch bệnh, nhiều hoạt động thói quen đã được điều chỉnh theo hướng tích cực hơn. Và phiên chợ đặc biệt diễn ra trên chiếc bàn đặt giữa đường biên giới Việt Nam và Campuchia đã thể hiện trồng cái khó, ló cái khôn để thích nghi trong hoàn cảnh đặc biệt. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng theo chân phóng viên Nóng 24 giờ tham quan một phiên chợ vô cùng đặc biệt như thế này nhé. Một chiếc bàn gỗ nhỏ, hai chai nước xịt khuẩn. Tất cả được bao quanh bởi sợi dây cảnh báo, đồng thời cũng là sự đánh dấu địa giới hai quốc gia Việt Nam, Campuchia. Vậy là phiên chợ được hình thành, chợ đặc biệt tại khu vực biên giới thuộc xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.
Điểm trao đổi hàng hóa này đã giúp người dân Campuchia tiếp cận nguồn thực phẩm, đồng thời cũng tạo điều kiện cho các tiểu thương của phía Việt Nam. Cái này mình để đồ lên trên bàn, như là có khẩu trang, nên mình cho giao dịch, còn không có thì mình không có quyền cho giao. Thì tiền đó là tôi là xịt chai nước thửng vô, rửa tay đàng hoàng, mà bên Campuchia là nó không có khẩu trang là tôi không giao hàng hóa. Không có cái bàn này thì mình cứ biết làm sao. Theo đại diện đồn biên phòng cửa khẩu Thường Phước, mỗi ngày có hơn 500 người dân xã Koroka được hỗ trợ trao đổi mua bán hàng hóa, nhu yếu phẩm như rau đậu các loại, mì gói, dầu gội, thậm chí là vàng. Đặc biệt khi trao đổi, người dân hai nước không được tiếp xúc trực tiếp với nhau và tất cả các công đoạn mua bán đều được người dân thực hiện khử khuẩn đúng quy định. Mình sợ bệnh dịch này, mình thấy là quá khổ rồi. Từ mấy chú chính quyền mà hướng dẫn cho là ra cho mình đó là cái đề như vậy đó, mình cũng rất là mừng. Phiên chợ đặc biệt đã được đồn biên phòng Thường Phước thực hiện hơn nửa năm nay, không những nhận được sự ủng hộ rất cao của cư dân biên giới giữa hai nước, mà còn là sự sáng tạo của lực lượng biên phòng, là cầu nối vun đắp quan hệ hữu nghị và đoàn kết giữa hai nước. Phiên chợ đặc biệt diễn ra trên chiếc bàn đặt giữa đường biên giới đã thể hiện trong cái khó ló cái khôn để thích nghi trong hoàn cảnh đặc biệt của dịch bệnh. Năm nào cũng vậy, vào dịp cuối năm thì nạn trộm cắp lại hoành hành khắp từ thôn quê cho đến thành thị. Các đối tượng trộm cắp không từ một thứ gì để lấy, từ vật dụng đắt tiền như là ô tô, xe máy, máy tính xách tay, điện thoại di động đến con gà, con vịt. Không chỉ là trộm cắp cả con gà, con vịt mà chúng còn bần cùng sinh đạo tặc, đến mức là đồ cúng trên bàn thờ nhà gia chủ cũng không tha, thưa quý vị. Đơn cử là hành động mà không ai có thể ngờ đến ngay sau đây. Đoạn clip được ghi lại tại một cửa tiệm ở Bắc Ninh. Sau khi phát hiện trên bàn thờ cúng có đồ vật giá trị, nam thanh niên này đã nảy sinh ý định lấy cắp. Sau khi quan sát thấy chủ quán đang bận việc trong bếp, nam thanh niên đã nhanh tay lấy đồ cho vào túi áo khoác, rồi giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tiếp theo là một tình huống mà Như Quỳnh muốn chia sẻ đến cho quý vị để hết sức cảnh giác. Đó là thời gian qua đã có rất là nhiều trường hợp kẻ gian khi mà vào cửa hàng mua đồ thường dùng những chiêu làm phân tâm, đánh lạc hướng người bán, khiến cho họ bị bối rối rồi điều khiển theo lời nói của họ nhằm chiếm đoạt tiền. Minh chứng cho điều mà Như Quỳnh vừa cảnh báo đến với tất cả quý vị là vụ việc xảy ra ở An Giang ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi nhé. Như quý vị đang thấy trên màn hình, người phụ nữ mặc áo vàng vào tiệm mua vị thuốc tiêu chảy, lúc thanh toán chị ta đưa 500.000 đồng. Nữ nhân viên đưa vị thuốc rồi thối lại tiền dư cho bà ta bỏ túi. Cầm trên tay vị thuốc, bà ta lại nói là không phải loại này, kêu nữ nhân viên trả lại tiền. Lúc này nhân viên sơ ý đã đưa lại 500.000, thế là bà ta được cả tiền thối rồi bỏ đi ngon lành. Dù lúc này trong tiệm thuốc chỉ có một vị khách nhưng nữ nhân viên vẫn sập bẫy lừa. Vì thế khuyến cáo các bạn nhân viên bán hàng hãy cảnh giác và tập trung hơn khi buôn bán giao dịch với khách hàng để tránh rơi vào vụ việc tương tự. Tiếp theo là một vụ việc hết sức thương tâm xảy ra tại xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương. Chủ xe bị đè tử vong khi ngó đầu kiểm tra thùng xe ben đang hạ, khoảnh khắc cuối cùng gây ám ảnh. Khi bị thùng xe ben đè trúng cổ, nạn nhân vùng vẫy vài giây trước khi bất động. Khoảnh khắc khiến cho nhiều người ám ảnh khi xem qua những đoạn clip như thế này. Theo đó, khi chủ xe ben là anh NT 45 tuổi cùng tài xế đưa xe vào bãi để rửa xe, nam tài xế nâng thùng xe lên để rửa. Sau khi rửa xong, anh lên xe để hạ thùng xe xuống mà không biết rằng anh T đang đứng ở phía sau và ngó đầu vào kiểm tra. Kết quả anh T bị thùng xe đè trúng cổ. Khi phát hiện sự việc, tài xế cùng một số người đã nhanh chóng đưa anh T vào bệnh viện cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Được biết, bãi xe trên anh T thuê của một công ty để giữ khoảng 5 chiếc xe ben mà anh làm chủ. Hàng ngày sau khi xong việc, các tài xế sẽ đánh xe về bãi để rửa xe cũng như bảo dưỡng. Chia tay những hình ảnh buồn và xót xa vừa rồi, ngay bây giờ chúng ta cùng đến với một hành động đẹp đã khiến cho cộng đồng mạng hết lời khen ngợi của một tài xế container dừng xe dắt cụ bà qua đường trong những ngày cuối năm, trong khi các phương tiện trên đường đều hối hả đi về. Khi thấy cụ bà đang chờ qua đường nhưng có rất nhiều ô tô lưu thông, tài xế container đã không ngần ngại dừng xe rồi bước xuống dắt bà cụ sang đường. Hành động ấm lòng này được hưởng ứng bằng hàng loạt những pha nhường đường của các tài xế khác. Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội, tài xế trong đoạn clip cũng đã nhận được rất nhiều lời tán dương, khen thưởng từ cộng đồng mạng. Đến đây bản tin nóng 24 giờ sẽ được khép lại. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị luôn bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ này ngày mai.